Con kính bạch thầy là nếu như thầy vừa trao đổi là tất cả mỗi người chết sau 49 ngày đều được tái sanh á, thì tại sao lại Đức Bổn Sư Thích Ca có dạy là mỗi sinh linh được sinh làm người á, là giống như con rùa mù mà lâu lắm mới nổi lên và gặp bọng cây trôi, thì như rất là khó sinh làm người. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết. Thì đúng rồi. Điển tích đó, đó xuất hiện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài kinh Pháp Hoa ra đó, Đức Phật còn đề cập đến trong một số kinh khác về tầm quan trọng bậc nhất của loài hai chân, tức là loài người, so với các loài động vật còn lại. Đức Phật nói như thế này: nhiều vô số không thể tính đếm được là các loài vi khuẩn và virus. Cái số lượng nó có thể hàng tỷ lần so với 7 tỷ ba người trên quả địa cầu. Kế đến đó là các loài ở dưới nước, bao gồm dưới nước độc cư và dưới nước lưỡng cư, tức là vừa sống dưới nước và vừa sống trên cạn, chẳng hạn như rùa. Rồi có đến đó là loài bò sát, loài có cánh, loài bốn chân, và cao quý và độc tôn nhất là loài hai chân. Độc tôn trong loài hai chân đó là Đức Phật, bậc giác ngộ trọn vẹn với tâm từ bi và trí tuệ trọn vẹn, mang lợi ích cho con người. Khi Đức Phật dùng hình ảnh giống như 1000 năm, con rùa mù đó tình cờ chạm được khúc cây, rồi cũng tình cờ đó vào được cái bọng của khúc cây đá, cũng tình cờ có một cơn gió lốc thổi ngang qua đẩy cái khúc cây này vào trong bờ, và bằng sự tình cờ đó con rùa bò khỏi cái bọng cây có mặt ở trên bãi cát và từ đó lên trên bờ. Tức là nói về cái tính gọi là rất là hiếm có, rất là hy hữu. Và sau khi mất cái thân này, nếu suốt cả một kiếp người sống bằng nghiệp thú tính, phạm pháp, giết người, gây khổ đau, nhưng mà cả một kiếp người đó không sám hối, chuyển nghiệp, thì cảnh giới tái sanh á, sẽ là các loài động vật. Tức là mất kiếp người. Mà mất kiếp người thì không biết bao giờ mới tìm lại được. Ý Đức Phật muốn nói là thế. Trải qua 5 tháng đó thì nạn nhân mãn ngày càng dâng cao trên quả địa cầu. Ví dụ như năm 1945 đó thì nước Việt Nam có khoảng 25 triệu dân. Năm 2018 á, Việt Nam có khoảng 93 triệu dân. Thế dân số tăng lên đó gần gấp 4 lần. Đó là tình trạng chung của toàn cầu. Thì đừng nghĩ như vậy á, là từ cái không trở thành có, hay là từ Thượng Đế, từ các thần linh nắng tạo ra con người thả vào trong quả địa cầu này để cái số đó nó tăng lên. Không phải vậy. Trong rất nhiều các loài động vật, trong đó có loài cá heo, loài cá voi, loài chó, loài khỉ, rồi các loài vật á, được sử dụng trên rạp xiếc, sự thông minh của chúng hơn các chủng loại đồng loại. Và như vậy, khi còn sống ở cái kiếp thú đó, chúng đã chuyển được kiếp thú rồi. Chúng thông minh không mà, chúng đã được nhân cách hóa, chúng hiểu được lời nói của con người, hướng dẫn con người, hợp tác với con người. Thì sau khi chết đó, các loài đó đó vốn số lượng là nhiều hơn con người trở thành người. Đó là một cái phương cách số lượng con người tăng lên. Cái thứ hai trong kinh đó, là ngoài cái quả địa cầu chúng ta đang sống, có vô số các quả địa cầu khác. Trong vô số các quả địa cầu đó có nhiều quả địa cầu có sự sống con người. Cho nên đó, có người ở quả địa cầu A khi chết đó, vì cái mẫu số nghiệp của họ ngang bằng với cái mẫu số nghiệp trên quả địa cầu này, cho nên tái sanh trên quả địa cầu của chúng ta, trở thành cư dân tại đây. Còn tổng thể sự sống là bảo toàn. Nếu các bạn đặt ra câu hỏi, thế thì khi nhân bản vô tính cù đô ly thành công, một con cù có thể tạo ra thành nhiều con cù,
Một con chó tạo thành nhiều con chó, sắp tới nếu luật pháp cho phép, một con người được nhân bản thành nhiều con người, hoặc là gọi là nhân bản tế bào gốc, sau này mà thành công á, để tạo ra cái mầm sống, và cái gen di truyền của mầm sống từ tế bào gốc này giống với cái bản gốc, thì từ đó chúng ta có thêm người phó bản thích nhật từ 1, phó bản thích nhật từ 2, phó bản thích nhật từ 1000 chẳng hạn thế. Thì lúc đó không phải 1000 cái ông thích nhật từ phó bản này đó từ không mà trở thành khó. Lúc đó cũng trong vũ trụ bao la này, hoặc là trên quả địa cầu này, có nhiều người cùng chết, chết về tai nạn giao thông, chết do chiến tranh, chết do là thiên tai, cùng thời điểm đó tái sanh vào, nó có mặt vào trong cái lúc mà là thụ thai nhân bản vô tính, hay là thụ thai trong ống nghiệm này, nó làm cho có mặt, chứ không phải là từ không trở thành có. Còn các phương pháp khoa học á, chỉ là một cái công cụ để tạo điều kiện cho sự sống, cho nó có ý thức của những con người mới vừa chết, hoặc là các loài thú chuyển được nghiệp thú trở thành nghiệp người đó, có cơ hội tái sanh vào thôi. Chúng ta nên hiểu rõ điều đó để không tin là Thượng Đế nắng tạo từ cục đất sét trở thành người nam, rồi thổi cái hơi thổi vào trong hai cái lỗ mũi cái cục đất sét đó, người nam sống, rồi bẻ một chiếc xương sườn của người nam đó nắng tạo ra người phụ nữ, rồi thổi cái sinh khí vào người phụ nữ đó thì trở thành là người nam nữ đầu tiên, đặt tên là Adam và Eva. Rồi hai người này ăn trái cấm, tức là loạn luôn với nhau, thế tạo ra loài người. Cho nên loài người phải bị tội tổ tông, tức là tội từ cái nguồn gốc đầu tiên ăn trái cấm của hai người nam nữ đầu tiên này. Cái đó là phi khoa học. Còn cho rằng như thuyết tiến hóa bởi Darwin rằng con người tiến hóa từ loài khỉ vượn cũng sai. Nếu con người đó sinh ra từ loài khỉ vượn hay tiến hóa từ loài khỉ vượn, tại sao trong 7 tỷ năm qua, xin lỗi, 4,6 tỷ năm qua trên quả địa cầu này không ai thấy được hoặc là quay phim được từ các cái sở thú hay là từ những cái khu rừng có khỉ vượn đó trở thành người? Có ai thấy đâu. Đó là giả thuyết của ông Darwin thôi. Nhưng mà giả thuyết đó hay ở chỗ là gì? Hay vì người ta tin vào Kinh Thánh, Thượng Đế tạo con người nam từ cục đất sét, tạo người nữ từ cái xương sườn của người nam, thì thuyết tiến hóa này tiến bộ hơn, thay thế được cái sự mê tín đó. Nhưng mà vẫn còn lạc hậu so với học thuyết bản chất sự sống, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, tương tác, tương quan, tư duy, tư thuộc của Đức Phật. Do đó khi có được sự sống của con người đó, thì theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải nên quý trọng nó, không nên tự tử chết, vì như thế là bất hiếu với cha mẹ đã sinh ra mình. Và lỡ mất cái thân phận con người rồi mà nghiệp xấu á, có thể là tái sinh làm thú á, thì không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại làm người. Và chúng ta phải biết tận dụng quỹ thời gian quý hiếm của kiếp người để làm những việc đáng làm, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc hạnh phúc, việc phước báo, việc giá trị, bao gồm vi Phật. Và làm được như thế đó, thì dầu vô thường có xảy ra chúng ta với bất cứ lúc nào, ở đâu, không có gì để tiếc nuối nữa. Chúng ta là tiếp tục tái sinh và tiếp tục làm đó, sau 18 năm kể từ lúc chết đó, lúc đó mình trở thành một người trưởng thành theo luật định. Chúng ta mang cái tổng thể nghiệp của kiếp trước theo, nó tạo thành đó là lối sống, thói quen, rồi phong tục, tập quán, cộng với cái giáo dục của kiếp mới đó, chúng ta sẽ trở thành một con người mới, có thể hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn, tùy theo tổng thể nghiệp và bối cảnh giáo dục.